Ở đây là mình có cái N900 và cái Nokia E5. Mặt trước thì không có gì thay đổi, chỉ có điều mặt sau là mình đã dán da sản phẩm của khách tên. Cái N900 thì do cái mặt sau nó là một khối liền lạc, không có cắt khoảng gì hết, thì cái miếng da thì nó cũng dán như vậy. Đây là cái kiểu da mà chùm luôn bên hông này, chứ không phải là cái kiểu mà cắt theo cái cạnh máy phía sau. Còn cái E5 này thì nó có phân ra là cái phần phía trên, nắp pin và phần phía dưới. Nhưng mình đặt bên khách tên làm là cũng là dạng trùm luôn, tương tự như là một cái mảng lớn, cho nên là 900. Đây các bạn có thể thấy là chúng ta không thể nào phân biệt được là đâu là nắp pin, là đâu là cái phần nhựa mặt phía sau khi mà dán da chùm như thế này. Thì các anh kỹ thuật bên khách tên có thể làm cho các bạn rất là nhiều kiểu da, và đây là một trong những cái kiểu mà làm theo yêu cầu. Da dán phủ luôn bên hông này rất là đẹp, cái đường viền da khắc đều. Nhưng mà chúng ta có cái miếng da này thì chúng ta sẽ đỡ phải lo việc chạy chỗ cái mặt đằng sau, và nhất là cái mặt kính chụp hình này. Thì hiện nay thì các bạn vẫn có thể yêu cầu khắc tên, khắc lên một cái số thông tin hay là hình ảnh nào đó trên cái mặt này, nếu mà các bạn chọn cái kiểu dán bít hết như thế này rất là đẹp. Nhưng mà ở đây mình không thích khắc cho nên là để trơ ngoài luôn. Thì có thể tìm hiểu thêm tại tên.com. Xin cảm ơn.